xin chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 12 tháng 10 năm 2020 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC thưa quý vị các tỉnh miền bắc chỉ còn duy trì thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất ngày giao động ở khoảng 28 đến 31 độ có nơi trên 31 độ. Hai ngày tiếp theo với hoạt động của bão số 7 có xu hướng đi vào khu vực biển Vịnh Bắc Bộ thì tình trạng thời tiết xấu với mưa xảy ra trên diện rộng quay trở lại với các tỉnh Bắc Bộ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa tập trung nhiều hơn với mưa vừa xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to và giải rác cao rông. Trong khi các tỉnh phía Tây Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và giải rác cao rông, trong cơn rông có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xét và gió giật mạnh. Đến với các tỉnh miền Trung, trong 24 giờ tới, mưa vừa mưa to vẫn tiếp diễn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định. Đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam còn có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn rông có nguy cơ cao xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, Nghệ An lại có thời tiết ít mưa, ngày nắng. Xuôi về phía Nam, các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận chủ yếu có mưa rào và giải rác cao rông. Nhiệt cao nhất ngày tại khu vực này giao động từ 29 đến 31 độ. Hai ngày tiếp theo, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa gia tăng trở lại và khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Còn tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, thời tiết có phần ít mưa hơn, chủ yếu có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có thể có nơi có mưa vừa, mưa to. Cũng nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực nên tại Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trong 3 ngày tới, thời tiết tại đây phổ biến ngày có nắng gián đoạn cùng với nền nhiệt cao nhất ở khoảng 30-31 độ. Chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa mưa to và rông. Vì vậy, quý du khách nên lưu ý sắp xếp các lịch trình ngoài trời của mình tập trung trong buổi sáng là lúc có thời tiết thuận lợi hơn. Thưa quý vị, tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Núi Nhạn nằm ở phía bắc con sông Đà Rằng, có độ cao khoảng 60 m so với mực nước biển. Đây là một trong những điểm du lịch vô cùng tuyệt vời với cảnh quan núi non và sông nước hữu tình. Tại đỉnh núi Nhạn là ngọn tháp nhạn, nơi mang đậm dấu ấn về nền văn hóa, lịch sử của người Trăm, Tháp nhạn được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 12 hướng về phía đông nơi mặt trời mọc như niềm tin vào sự may mắn và những điều tốt đẹp sẽ đến với những người dân và du khách đến thăm nơi đây. Cũng tại đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, xa để chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan của thành phố Tuy Hòa. Đặc biệt nếu đến với núi Nhạn vào mùa đông và đầu xuân thì du khách còn có thể sẽ bắt gặp được hình ảnh của những loài cò, vạc và chim quý bay về ngọn núi hùng vĩ này để tránh gió lạnh phương bắc. Hy vọng với hành trình ghé thăm núi Nhạn thì du khách sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị và khó quên, nhất là với những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá. Quay trở lại với tình hình thời tiết khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và giải rác có rông, với thời gian mưa tập trung chính về chiều tối và tối, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Khi mưa rông xảy ra thì quý vị nên nhanh chóng tìm nơi tránh trú, vì trong cơn rông vẫn có khả năng xảy ra các hiện tượng lốc, xét và gió giật mạnh. Thời tiết trong buổi sáng lại tương đối ít mưa và trời nắng gián đoạn, cùng nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 26 đến 29 độ. Với khu vực Nam Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục duy trì tình trạng mưa và mưa rào trên diện rộng, giải rác có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, thậm chí là cục bộ có thể xuất hiện mưa rất to. Trong cơn rông, quý vị cần hết sức cẩn trọng với các hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh. Ban ngày trời có mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, có thể có mưa bất chợt nhưng nhìn chung điều kiện thời tiết buổi sáng vẫn tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 28 đến 31 độ. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.